Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Ảnh vệ tinh lực lượng Nga siết chặt Ukraine ở ba phía Các hình ảnh vệ tinh được thu thập ngày 9 và ngày 10 tháng 2 cho thấy Nga tăng cường bố trí thiết bị quân sự và lực lượng ở nhiều địa điểm quanh Ukraine, từ đó tiếp tục gây thêm nhiều lo ngại. Hình ảnh mới do Công ty Công nghệ Vũ trụ Masa Technology công bố cho thấy các hoạt động triển khai mới hoặc bổ sung lực lượng tại ba điểm ở Crimea, bán đảo mà Nga sát nhập từ Ukraina vào năm 2014, theo New York Times. Nga đã triển khai thêm quân đội, phương tiện và các thiết bị khác đến Novozhenoye và Slavne gần bờ biển phía tây Crimea. Hơn 550 lều bới cho quân đội và hàng trăm phương tiện cũng được đưa tới một sân bay không sử dụng ở Otyat Square, gần trung tâm bán đảo. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các khí tài quân sự bổ sung đã được chuyển đến khu vực Kursk ở miền tây nước Nga, khí tài được đặt gần thành phố chiến lược Kharkiv, Lớn thứ hai của Ukraina, nơi có đông dân số nói tiếng Nga. Một hình ảnh vệ tinh về việc các phương tiện quân sự đang đi đến một khu vực huấn luyện gần Kursk, biển Tây nước Nga hôm 9 tháng 2. Nga cũng đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen và Biển Azov. Ukraina đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc diễn tập của hải quân Nga hôm 10 tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov, tuyên bố trên Twitter rằng Nga đang phong tỏa các vùng biển quốc tế. Trong ảnh, tàu đổ bộ Korolev của Hải quân Nga vượt eo biển Dardanelles trên đường từ Địa Trung Hải tới Biển Đen hôm 8 tháng 2. Trong nhiều tuần, Nga đã điều các lực lượng quân sự đến Beirut, đồng thời cho biết việc triển khai là để diễn tập quân sự chung, trong đó có cả các đơn vị gần biên giới phía Bắc của Ukraine. Các cuộc tập trận đã bắt đầu vào hôm 10 tháng 2 và dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Hình ảnh vệ tinh mới cũng cho thấy sự xuất hiện của quân đội và thiết bị mới tại căn cứ không quân Giabroka ở Beirut. Theo phân tích hình ảnh radar của New York Times, khu vực này có rất ít hoạt động cho đến cuối tháng 1. Trong các hình ảnh vệ tinh được công bố hôm mùng 10 tháng 2 cho thấy, sân bay đã rất độ nhịp với máy bay trực thăng, phương tiện di chuyển, doanh trại quân đội và bệnh viện giã chiến. Những hình ảnh phía trên đã cho thấy Nga đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khu vực. Điều này cho phép Moscow tiến hành một cuộc tấn công trong thời gian ngắn, nếu Tổng thống Vladimir Putin quyết định làm như vậy. Trong ảnh, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Trium được nga và belarus sử dụng trong cuộc tập trận chung phân bổ lực lượng quân đội của nga gần biên giới ukraina trước đó